Thông qua nguồn tin tố giác của người dân và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, vào ngày 29 tháng 12, đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy phối hợp cùng với công an xã Biển Bạch, huyện Thới Bình đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang một tụ điểm đánh bài có nhiều phụ nữ tham gia tại ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình. Tụ điểm đánh bài trên được tổ chức tại nhà bà Quỳnh Thị Nhanh, sinh năm 1975, ngụ địa chỉ trên. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt quả tang 8 đối tượng, trong đó có 7 nữ liên quan đến hành vi đánh bài ăn tiền bằng hình thức đánh bài tứ sắc. Kiểm tra trên người và xung quanh chiếu bạc tạm giữ 12 bộ bài tứ sắc, khoảng 11 triệu đồng cùng một số tang vật khác có liên quan. Các đối tượng tham gia là người địa phương và các địa bàn giáp ranh kéo về đây để sát phạt nhau.